Người đừng lặng im đến thế. Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ chơi tiếp tục chơi con game này. Mình tính chơi mấy con game khác nhưng mà mình thao tác quen cái con game này rồi. Ngày qua chơi mấy con game khác thấy nó đù đù khó chịu sao á. Nên là mình tiếp tục chơi con game này. Rồi, thử thách. Bạn kia có bạn kia đưa ra là thử thách là ngồi chung xe với người khác. Cái này cũng là khá mới mẻ. Tao đá chết bà mày nhờ, bay qua mặt tao. Cái này cũng là khá mới mẻ. Cũng như là một cái bài hát hát mới ra là người lạ ơi. Người lạ ơi. Ơi, người lạ đây. Mình bắn cái gì không biết. Rồi mình sẽ đi nút 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 đồ. Nút 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 đồ. Nút đồ, sau đó là mình sẽ lên xe và mình ngồi chung xe với thằng khác. Mà hên xui nha, nó mà thấy mình ngồi chung xe với nó giận á. À, mày muốn chết rồi. Muốn chết. Bắn nhẹ nhàng không chịu bắn, điên điên khùng khùng. Bắn sau lưng cũng bắn. Thằng điên. Bà láp bà xàm. Rồi, có xe rồi nha. À, sao mình thấy bên kia có bóng dáng người vậy? Không chết, từ cự ly xa quá nha. Rồi, ok. Ở đó đi, anh qua đón em luôn nè. Lên xe với người lạ luôn. Ủa, tốt kìa. Thôi anh ơi. Anh ở đâu? Anh ở đâu? Em đang sẵn đây. Cái này cái gì? Cái cục đỏ đỏ ở dưới là cái gì các bạn? Cái cục đỏ đỏ ở dưới đây nè. Mình cũng chưa khám phá cái đó là cái gì nè. Nghe đâu cái đó là cái hộp đồ ăn á. How are you? You are how? Rồi thôi, tiếp tục lên xe thôi. Xe gần hết máu rồi nha. Nó mà bắn súng shotgun hay là súng gì à. Thôi anh ơi. Thôi. Thôi anh. Anh bừa vãi. Anh có thể ngồi lên xe được như vậy ha. Xe của em mà. Bánh này kỳ cục à. Xe của người ta đem đi leo lên ngồi. Nghĩ sao vậy? Thà phá xe chứ không bao giờ mà để người khác lên ngồi chiếc xe mình. Kỳ lắm nha. Kỳ á, đó là một điều tuyệt đối kỳ. Rồi, bò ngay sát vì nên là không sao. Ủa, một chiếc xe đây ở đây đâu rồi ta? Anh em bây giờ kinh quá, chôm xe chôm chĩa nhiều quá. Không thể tin nổi. Rồi để lấy top ha. Để lấy top ngồi chung xe với người lạ ha. Cái đó phải cần edit video á nha. Mà hên xui thôi nha. Hên xui chứ không biết là có lấy top được hay không nha. Cái này mình không dám chắc. Đó. Mình không bao giờ dám chắc là lấy top. Mình bắn giỏi để lấy top hay gì cả. Mình cũng không nói mình là bắn giỏi hay gì cả. Mình có là cái gì cũng dở hết á. Nên là không có cái gì mà giỏi được hết á. Ừ, cây mã tấu. Được. Cây này đẹp nè. Nhìn thích thiệt. À, súng. Mình xài sọc gân mà. Rồi, lên tháp thẩm du. Hình như cái tháp này fit rồi phải không các bạn?
Cái tháp này fix rồi đúng không? Hèn gì leo lên không được. Leo lên cứ như là rất là khó. Đúng rồi, fix rồi. Để không được. Để mình thử lại thêm lần nữa coi. Thử lại thêm lần nữa nha các bạn. Khó quá. Khó quá, trơn như cục xà bông vậy sao leo. Nhảy cũng không chuẩn nữa. Đúng rồi, leo tới đây là được rồi nè. Đó, tới đây thôi. Hết rồi. Tháp bị fix rồi nha các bạn. Còn những cái cây thì còn xài được, ok nha. Những cái cây còn xài rất là ok. Cây này không được. Kiếm những cái cây nào mà xéo xéo á, các bạn có thể lên nó và các bạn thẩm du trên đó thoải mái, không sao cả. Thế mèo nào đây là gì? Thế mèo nào đây là gì đây? Và ơi, xa quá, từ từ đi em. Từ từ đi em. Ủa em đứng đó làm gì vậy? Em bơm máu hả? Người ta đang bắn nhau, em nhảy vô em bơm máu. Em bị điên hả? Có bị khùng không? Giờ mới là bơm máu nè. Đó. Bơm một bình máu cho nó đầy tràn. Năng lượng sung túc. Chảo đỡ đạn được khá là nhiều đó. Lấy đạn nhiều quá ha. Chảo, giáp, rồi nồng, ui nhiều quá ha. Level 1 không nấy. Ui, mình thấy một đối tượng khả nghi đang chỉ súng bắn. Thằng này chẳng có cái đồ gì cả. Phía trước có chiếc xe. Khả năng những người chưa nhập phòng tiếp tế. Chà, nhặt hòm rồi ha. Nhặt hòm đi. Anh cứ thoải mái nhặt hòm đi. Và em cứ thoải mái giết anh. Sợ chưa? Sợ chưa em? Sợ chưa? Sợ chưa? Chạy nè. Chạy, ôi. Đậu phộng. Bỏ mất thằng. Súng này bắn xa không được, bắn cự ly gần thôi. Nên là mình, nhưng mà mình lại khoái nó. Nó bắn nghe cái tiếng đã quá mà về. Chiều nào em nhớ anh. Có cái cây này thử lên rồi. Ừ, lên được đi em. Đúng rồi. Cây này lên được nha các bạn. Vị trí bản đồ thì các bạn có thể nhìn ở trên nó. Đó. Lên được, cây này lên được. Cây này núp thì bố con thằng nào mà biết luôn á. Nãy giờ mình xàm quá nha. Bắn không lo bắn, lo xàm không. Đây. Các bạn cứ thoải mái mà lên cái cây này. Bò ngay vừa đẹp luôn. Lên gần, lên đừng có tới đoạn đọt quá. Lên gần tới thôi. Rồi không biết lên cây này thì nó có cho mình thấy tầm nhìn không. Cầu mong cho sao cho lên cây này thấy tầm nhìn. Rồi ok. Sau lưng có không? Trời, nằm chỗ này là vừa đẹp luôn các bạn. Quá đẹp luôn. Thấy một đường bắn rồi.
ở đâu phía dưới này, bắn lên đây, ở đâu đây, bật nhạc lên thì đâu có nghe được tiếng chân đâu. Nằm lên, ngóc cái đầu mày lên. Ngóc cái đầu mày lên. Ngóc lên. Ngóc cái đầu lên. Thằng ngu này. Ngóc cái đầu lên. Ngóc cái đầu lên, ngóc cái đầu lên. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, ngóc cái đầu lên, ngóc cái đầu lên. Hay quá. Đậu phộng nó... nó nằm nó luôn đi. Mày nằm đó luôn đi nha. Mày đứng lên là tao tỉa mày liền. Tao đang nhắm mày nè. Tao không cần nhắm mấy những thằng khác nha. Chỉ nhắm mày thôi. Mày ngóc cái đầu lên đây cho bố. Đúng rồi, ngóc cái đầu lên. Đúng rồi. Rồi, nó chạy được rồi. Đậu phộng nó. Tức thiệt. Mày bơm ra hết máu luôn đi. Lòi cái đầu ra. À. Mệt quá. Vãi đái. Không biết trên đồi nó nhìn thấy mình hay không. Phiêu quá. À, một hướng. Ngồi lên coi. Ôi, nó thấy rồi. Nó thấy rồi. Nó thấy rồi, phiêu quá đi. Nó biết mình ở trên đây rồi. Nhưng mà không sao, tao đứng trong bụi rậm thì làm sao mà mày biết được. Nghe nha, dạ khà. Mày đợi đó. Mày hay lắm. Mày đợi đó. Bố đang lên này. Mày đợi đó. Bố lên đây, đợi đó. Người đừng lặng im đến thế. Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ chơi tiếp tục chơi con game này. Mình tính chơi mấy con game khác, nhưng mà mình thao tác quen cái con game này rồi. Ngày qua chơi mấy con game khác thì nó đù đù khó chịu sao á. Nên là mình tiếp tục chơi con game này. Rồi, thử thách bạn kia, có bạn kia đưa ra là thử thách là ngồi chung xe với người khác. Cái này cũng là khá mới mẻ. Tao đá chết bà mày nhờ. Bay qua mặt tao. Cái này cũng là khá mới mẻ. Cũng như là một cái bài hát mới ra. Là người lạ ơi. Người lạ ơi. Ơi, người lạ đây. Mình bắn cái gì chứ không biết. Rồi mình sẽ đi nút đồ. Sau đó là mình sẽ lên xe và mình ngồi chung xe với thằng khác. Mà hên xui nha, nó mà thấy mình ngồi chung xe với nó giận á. À, mày muốn chết rồi. Muốn chết. Bắn nhẹ nhàng không chịu bắn. Điên khùng khùng. Bắn sau lưng cũng bắn. Thằng điên. Bà láp bà xàm. Rồi, có xe rồi nha. À, sao mình thấy bên kia có bóng dáng người vậy? Không chết, từ cự ly xa quá nha. Rồi, ok. Ở đó đi, anh qua đón em luôn nè. Lên xe với người lạ luôn. Ủa, tốt kìa. Ôi, thôi anh ơi.
Anh ở đâu? Anh ở đâu? Em đang sẵn đây. Cái này cái gì? Cái cục đỏ đỏ ở dưới là cái gì các bạn? Cái cục đỏ đỏ ở dưới đây nè. Mình cũng chưa khám phá cái đó là cái gì nè. Nghe đâu cái đó là cái hộp đồ ăn á. How are you? You are how? Rồi thôi, tiếp tục lên xe thôi. Xe gần hết máu rồi nha. Nó mà bắn súng sọc gân hay là súng gì à? Thôi anh ơi. Thôi. Thôi anh. Anh bừa vãi. Anh có thể ngồi lên xe được như vậy ha? Xe của em mà. Cái này kỳ cục à. Xe của người ta đem đi leo lên ngồi. Nghĩ sao vậy? Thà phá xe chứ không bao giờ mà để người khác lên ngồi chiếc xe mình. Kỳ lắm nha. Kỳ á. Đó là một điều tuyệt đối kỳ. Rồi, bò ngay sát vì à. Nên là không sao. Ủa, một chiếc xe đây ở... ở đây đâu rồi ta? Anh em bây giờ kinh quá. Chôm xe chôm chĩa nhiều quá. Không thể tin nổi. Rồi để lấy top ha. Để lấy top ngồi chung xe với người lạ ha. Cái đó phải cần edit video á nha. Mà hên xui thôi nha. Hên xui chứ không biết là có lấy top được hay không nha. Cái này mình không dám chắc. Đó. Mình không bao giờ dám chắc là lấy top. Mình bắn giỏi để lấy top hay gì cả. Mình cũng không nói mình là bắn giỏi hay gì cả. Mình có là cái gì cũng dở hết á. Nên là không có cái gì mà giỏi được hết á. Ừ, cây mã tấu. Được. Bò lại đây. Còn hai thằng thôi đó. Lại đây. Tao còn ít máu nè. Đó, đúng rồi. Bò tới nó luôn. Rồi. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Mình đứng hạng 2, xin lỗi các bạn là không lấy được top. Rồi, chào tạm biệt các bạn nha. Nhớ đăng ký kênh của mình và like nếu các bạn cảm thấy thích. Mình bắn không hay nên các bạn đừng có trách mình tại sao bắn ngu như vậy hay là gì đó. Mình video thuộc tính chất giải trí cho các bạn xem thôi. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều.